Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, mở đầu là tin bão khẩn cấp trên Biển Đông. Trong 3 giờ qua, bão số 1 di chuyển nhanh với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Hồi 16 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Thông tin về thời tiết biển. Từ đêm nay, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Từ sáng ngày 18 tháng 7, vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2-4 mét, phía Bắc 3-5 mét. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, sóng biển cao từ 2-3 mét. Trong đêm nay, vùng biển phía nam của Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vùng biển từ Khánh Hòa trở vào đến Cà Mau, cũng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 3-5,5 mét, biển động mạnh. Bà con điều khiển tàu thuyền tránh bão cần chú ý phải luôn giữ khoảng cách tàu thuyền cách tâm bão tối thiểu khoảng 350 đến 400 km, tức là khoảng 200 hải lý. Bình tĩnh tập trung để đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng gió bão. Tàu thuyền hoạt động ở các vùng phía Bắc, nơi mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 1, cần đặc biệt chú ý khuyến cáo này. Thông tin thời tiết Quảng Ngãi hôm nay. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng đã giảm dần, chỉ còn xuất hiện nắng nóng nhẹ ở một vài nơi trong tỉnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất là từ 50 đến 60%. Đến chiều có mưa dông nhiều nơi. Sang đến ngày mai 18 tháng 7, nhiệt độ trong tỉnh dao động ở mức từ 26 đến 35 độ C. Trời ít mây, có nắng vào ban ngày. Lưu ý với kiểu thời tiết này rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài trong một thời gian đã đột ngột giảm nhiệt. Rất dễ xuất hiện những cơn đau nửa đầu do các mạch máu não giãn nở. Việc mỏi do mất nước, sốc nhiệt, kiệt sức khi làm việc lâu ngoài trời. Chiều mai tiếp tục có mưa dông nhiều nơi, đặc biệt là khu vực các huyện miền núi. Trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Thị xã Đức Phổ, ít mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng yếu. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa. Vì chúng tôi hiểu, điều bạn luôn khát khao là mở rộng những đường biên, nên chúng tôi trao gửi lời hứa song hành. Một người để bước cùng một hành trình xuyên thế hệ, cùng bạn đưa quyết định sáng suốt cho mỗi bước đi, mỗi hành trình, và cùng chạm tới những kỳ tích mới, mọi thành tựu vô hạn đều được dành cho thế hệ mai sau, để uy danh gia tộc thêm thịnh thế, để không còn giới hạn cho mọi trải nghiệm. BIDV cam kết cùng gìn giữ, củng cố và lan tỏa giá trị của gia đình bạn vươn xa. BIDV Private Banking, kiến tạo thành tựu vô hạn. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng giảm hẳn, trời chuyển mát và khả năng xuất hiện mưa nhiều nơi. Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, khu vực này có nắng nóng trở lại. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, ngày không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C.